Đây là bài thứ tư, tôi hướng dẫn về tiết tấu sử dụng dốc. Ba bài trước chúng ta đã được làm quen với tiết tấu sử dụng dốc giải và tiết tấu sử dụng đệm. Bài thứ tư này cũng là sử dụng đệm nhưng chúng ta sẽ làm cho dày tiết tấu hơn. Tay phải vẫn như bài ba. Tôi ví dụ lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhưng tay trái sẽ khác một chút. Tay trái chúng ta sẽ giải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đồ mi, son, đố, son, mi, đồ mi, son, đố. Và chúng ta đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta phải làm chậm và đều thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta sẽ ghép hai tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Khi ghép được hai tay rồi, chúng ta lại tiếp tục tập chuyển âm thanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và tôi sẽ ghép 4 cách đệm tiết tấu sử dụng vào một bài, ví dụ thành công.